Tại Phnom Penh hôm 28 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo những người đồng cấp của ông trong khối ASEAN chớ can thiệp vào các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Campuchia không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, song những năm gần đây đã trở nên thân thiết hơn với Trung Quốc, trong khi đó Việt Nam là nước có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc. Việc nhà chức trách trì hoãn công bố thông tin và rời ngày họp báo càng làm tăng thêm sự nghi ngại của công chúng về tính minh bạch. Cựu ký giả và hiện là một nhà hoạt động vì dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh nhận xét với VOA Việt ngữ. Người dân cũng thấy rằng chính phủ đang có những cái mắt mới rất lớn. Do nguyên nhân đó chính là liên quan đến cái nhà máy Mosa. Nếu liên quan tới đó thì do những sai sót từ hồi trước, chính phủ đã cấp phép dễ dàng, không kiểm tra chuyện xử lý nước thải. Và họ có một phần trách nhiệm lớn trong cái chuyện xả thải này. Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại trong nửa đầu năm nay. Theo con số chính thức được công bố hôm 29 tháng 6, các yếu tố đã tác động đến Việt Nam bao gồm hạn hán nghiêm trọng trong khu vực, nạn cá chết hàng loạt ở miền Trung và bất ổn ở các thị trường trên toàn cầu.